59.000 người tử vong mỗi năm trên toàn thế giới. Chưa có thuốc đặc trị và khi bộc phát, tỷ lệ tử vong là 100%, xếp hạng thứ 12 trong các bệnh truyền nhiễm. Đây là những con số thống kê đáng báo động từ Tổ chức Y tế Thế giới về bệnh dạy. Thưa quý vị, các bác sĩ đã cảnh báo, cho đến nay vẫn chưa có loại thuốc đặc hiệu nào chữa được bệnh dạy. Một khi đã lên cơn kịch phát là 100% tử vong. Tuy nhiên, tâm lý của phần đông người dân là chủ quan vì nghĩ là chó nhà nuôi nên chắc không sao. Chính vì lối suy nghĩ này của nhiều người mà Việt Nam hiện là một trong những nước có số người rơi vào bệnh dạy cao nhất thế giới. Theo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm trên địa bàn thành phố có 33.000 đến 35.000 người bị chó cắn phải tiêm ngừa dạy. Bình quân người bị chó cắn tốn 800.000 đồng tiền tiêm ngừa. Tính ra thiệt hại do chó cắn lên tới hơn 26 tỷ đồng mỗi năm, một số tiền không nhỏ. Trong những ngày qua, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều người dân đến khám và tiêm ngừa bệnh dạy, tăng hơn so với thông thường. Đa phần là những bệnh nhân do chó mèo cắn. Bệnh dạy là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus dạy gây ra, lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu là chó mèo. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra ở tất cả các tháng trong năm, nhưng thường bùng phát mạnh vào mùa hè, có thời tiết nóng bức như hiện nay. Cũng theo thống kê của Cục Y tế, 4 tháng đầu năm 2018, số người chết vì bệnh dạy và người bị chó cắn đến cơ sở y tế điều trị đã tăng đột biến. Thì đối với bệnh dạy thì khi mà bệnh đã vào cơ thể, có virus dạy nó xâm nhập vào cơ thể thì nó có một cái thời gian ủ bệnh ban đầu. Thời gian đó khoảng từ 1 đến 3 tháng, có thể sớm hoặc có thể trễ hơn. Thì lúc đầu có thời gian ủ bệnh ban đầu thì hầu như nó không có triệu chứng gì hết, người ta không có biết. Thì sau khi virus dạy nó phát triển, nó nhân đôi, nó tràn ngập những cái tế bào thần kinh của cơ thể thì lúc đó không phát bệnh ra, lúc đó mới biểu hiện ra những triệu chứng bệnh gì dài. Dù đã có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2017, thế nhưng quy định bắt chó thả rông dường như vẫn bị khá nhiều người nuôi xem thường. Khi đó, những chú chó lang thang trên đường không rõ mõm, không dây, không người chăn dắt sẽ nguy hiểm thế nào nếu chúng bất ngờ nổi điên? Trong khi bệnh dạy do chó mèo gây ra là bệnh nguy hiểm có thể tử vong. Song không ít người lại xem nhẹ và thường chủ quan không tiêm vaccine phòng bệnh khi bị chúng cắn, cào, dẫn đến những hậu quả hết sức đau lòng. Hầu hết các trường hợp tử vong do bệnh dạy đều không đi tiêm vaccine điều trị dự phòng bệnh dạy sau khi bị chó cắn. Các chuyên gia dịch tễ cảnh báo, bệnh dạy vẫn là bệnh có số người tử vong cao nhất so với các bệnh truyền nhiễm gây dịch khác ở nước ta. Nguy cơ nhiễm bệnh dạy tùy thuộc lượng virus trong nước bọt chó nhiều hay ít, vết thương sâu hay không làm tách da. Từ khi bị chó cắn đến khi phát bệnh dạy, trung bình từ 3 đến 6 tháng. Có rất ít trường hợp phát bệnh sớm hơn, hoặc cá biệt có những ca sau vài năm mới phát bệnh. Hiện tại trên thế giới là chưa có một cái thuốc nào điều trị dứt được bệnh dạy khi bệnh phát bệnh ra. Thì bệnh tuy nhiên, điều đó chúng ta cũng không phải lo lắng quá, là khi cái bệnh dạy thì hoàn toàn được phòng ngừa, được kiểm chế, được phòng chế bằng cái vaccine. Nếu chúng ta đi tiêm vaccine sớm, tiêm đúng liều, đúng lịch, thì hoặc có thể thêm huyết thanh kháng dại thì hoàn toàn được phòng ngừa được bệnh dại. Bác sĩ Đinh Văn Thới, chuyên khoa khám bệnh Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo nhanh chóng cách ly vật nuôi, nhốt lại và theo dõi xem vật nuôi có biểu hiện bệnh hay không. Rửa nhẹ nhàng vết thương dưới vòi nước chảy cùng với xà phòng diệt khuẩn. Dùng oxy già hay nước muối để rửa vết thương, rồi dùng bông lau nhẹ nhàng thấm khô vết thương để sát khuẩn. Nâng cao dùng có vết thương để giảm tình trạng chảy máu. Đồng thời dùng gạt sạch băng vết thương để cầm máu. Đưa người bị chó cắn đến cơ sở y tế ngay sau đó để theo dõi trong vòng 48 tiếng, không phân biệt chó nhà hay chó lạ. Bệnh dạy chỉ có thể phòng, thế nên để ngăn ngừa thì người dân cần chủ động phòng tránh, không để bị chó mèo tấn công. Nhất là các bậc phụ huynh luôn chú ý con trẻ, không để chúng đến gần hoặc đùa giỡn với các loại vật này. Bên cạnh đó, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo tình trạng nhiều người dùng biện pháp dân gian để xử lý khi bị chó cắn, bởi điều đó không hiệu quả để phòng bệnh dạy, trong khi căn bệnh này chỉ ngừa chứ không thể cứu nếu phát bệnh. Và những gia đình có nuôi chó mèo cũng cẩn thận tiêm ngừa bệnh dạy đầy đủ, nuôi nhốt cẩn thận và tốt nhất là nên rọ mõm khi ra ngoài, phòng ngừa tình huống xấu có thể xảy ra mà ảnh hưởng đến bản thân và người xung quanh. Chương trình Góc nhìn đa chiều đến đây là kết thúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.